Xin chào các bạn, tên Cell Mark một lần nữa hồi sinh, hắn ta trở nên mạnh hơn, khủng khiếp hơn. Liệu rằng nhóm Gohan có thể đánh bại được kẻ thù mới với sức mạnh khủng khiếp này không? Xin mời các bạn đón xem tập phim mới nhất 7 viên ngọc rồng, siêu anh hùng Dragon Ball Super Hero 2022 nhé. Mở đầu bộ phim 7 viên ngọc rồng, đội Red Ribbon dưới sự lãnh đạo của tư lệnh Red, đội quân ác quỷ này đã âm mưu thống trị thế giới. Nhưng xui cho chúng vì đã gặp cậu bé Son Goku, cái kết tổ chức bị xóa sổ. Nhưng sâu trong đống đổ nát đó, con trai của tên tư lệnh Red đã sống sót và âm mưu tái thiết quân đội một lần nữa. Cùng với đó, tiến sĩ Gero đã tạo ra các android của mình một cách bí mật, thậm chí ông ta đã chuyển đổi bản thân mình thành một android. Nhưng lại xui cho bọn chúng một lần nữa lại gặp Son Goku và đồng minh của cậu. Cuối cùng ông ta phải chết dưới tay tác phẩm của mình là Android 17. Ngay sau đó Son Goku lại đối mặt với Cell, nhưng hào quang nhân vật chính lại một lần nữa giúp Son Goku chiến thắng. Cuối cùng Magenta gần như từ bỏ Red Ribbon, nhưng nhờ vào sự thiên tài của hero tên Magenta lại một lần nữa quyết tâm báo thù cho cha mình. Bọn họ đang điều tra Hero, một cậu trai trẻ. Cha cậu ta là con của tiến sĩ Gero, không may cậu ta mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn hồi nhỏ. Nhờ vào khối tài sản để lại, cậu ta sống bằng chính nó và Hero có đủ tài năng để có thể lấy bằng tiến sĩ lúc 14 tuổi. Ngay lập tức bọn họ liền muốn đưa cậu ta về trụ sở, nhưng phải đợi 3 tháng vì cậu ta đang bị bắt trong nhà tù. Vì tội đánh cắp và biến 3 cái xác thành người máy đơn giản. Ngay sau khi bị bắt giam tại nhà tù, Hero đã được thả ra tù. Vừa ra tù cậu không quên cho nổ nhà tù này. Ngay sau đó tên Red đã đến tìm gặp cậu ta, nhưng Hero đã phớt lờ ông ta. Red liền muốn giới thiệu bản thân, nhưng Hero đã biết ông ta là chủ tịch của Red Pharmaceutical. Ông ta liền ngạc nhiên vì sao Hero lại biết ông ta. Hóa ra Hero đã phát hiện có người theo dõi cậu từ lâu, nên Hero đã cử một robot mini đi theo dõi. Một robot mini đã theo dõi ông ta vào phòng chủ tịch của Red. Chính vì vậy Hero biết mục đích của tên Red tìm đến mình là gì. Nghe xong, tên Red liền cầm ra một ly nước mà Hero rất thích. Cậu thấy món đồ uống mình yêu thích liền đồng ý đi theo bọn họ. Ngay sau khi lên xe, Hero liền kể về cuộc sống trong tù. Có vài tên đã gây khó dễ cho cậu, nhưng sau cùng liền chết một cách bí ẩn. Không nói ra nhưng ai cũng biết người làm ra chuyện này. Tên Red liền bắt đầu sợ hãi. Ngay lập tức tên Red liền muốn Hero giúp mình nghiên cứu về siêu vũ khí Android mà ông của hắn ta để lại. Đổi lại tên Red sẽ tài trợ tất cả những nghiên cứu của Hero và trả cho cậu 300 triệu cho mỗi Android. Nhưng tiến sĩ Hero vẫn còn lưỡng lự vì cha mẹ quá cố của cậu không thích ông nội và rất ghét tổ chức Red Ribbon Army, và cậu lại là một fan hâm mộ của các siêu anh hùng. Mà các siêu anh hùng thì đối nghịch với tổ chức Red Ribbon. Tên Red nghe vậy liền lấp liếm cho rằng bọn họ chỉ đang cố tiêu diệt các hiểm họa của thế giới chứ không phải là thống trị thế giới. Nhưng tên Hero vẫn cảm thấy phân vân. Nghe đến đây tên Red liền đồng ý trả 1 tỷ cho mỗi Android. Tên quản lý liền rút súng ra đe dọa Hero. Cuối cùng Hero liền đồng ý, nhưng không phải vì cậu sợ khẩu súng, vì cậu đã tự biến làn da của mình miễn nhiễm. Sát thương và con robot của cậu có thể giết chết một Android, chỉ cần một bộ phận trong cơ thể vẫn là của con người. Tên quản gia thấy con ong liền hoảng sợ khiến chiếc xe quay vòng vòng. Sau khi giải thích tại sao mình đồng ý tham gia tổ chức Red, tên Hero liền muốn biết tổ chức chống đối của tên Red là ai. Tên Red liền nói rằng còn một tổ chức đáng sợ hơn với sự lãnh đạo là Bulma của Capsule Corporation. Tên Red liền cho rằng công ty Capsule, công ty giàu nhất thế giới này, có sự hậu thuẫn của người ngoài hành tinh, và bọn chúng mua sử dụng công ty Capsule để thống trị thế giới. Thấy Hero đang còn không tin, tên Red liền rút điện thoại ra và cho cậu ta xem một đoạn video trận chiến của Trần và Frieza, và cho rằng bọn họ sẽ tiêu diệt những người trái đất và triệu tập người ngoài hành tinh đến đây. Bọn họ đã tiêu diệt Cell và biến Android 17 và 18 trở thành người của mình. Nghe đến đây tên Hero liền tin sái cổ và cho rằng bản thân sẽ trở thành anh hùng giải cứu thế giới. Trong lúc đó Piccolo cùng cô con gái của Gohan tập luyện. Sau một hồi tập luyện, Piccolo thấy cô bé đã luyện tập đủ nên cho ra nghỉ ngơi, nhưng cô bé muốn Piccolo dạy mình cách trưởng ra khí. Sau một hồi luyện tập, cô bé bắt đầu có tiến triển tốt nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện. Piccolo liền an ủi và nói rằng cần nhiều thời gian hơn để hoàn thiện. Ngay sau đó cô bé liền chạy đến lớp mẫu giáo. Trong khi đó Piccolo đang tập luyện trên một ngọn núi, đột nhiên có chuông điện thoại cậu ta liền bay xuống nghe. Hóa ra đó là Fiden. Cô ấy muốn Piccolo đến đón con bé tại trường mẫu giáo vì cô ấy đang bận việc. Để trả công, cô ấy sẽ mua tặng anh con gấu bông, nhưng trong phòng đã chất quá nhiều gấu bông mà Fiden đã tặng. Ngay sau đó Piccolo liền bay đến gặp Gohan và tức giận vì anh chỉ coi trọng công việc chứ không chú ý đến việc đi đón con gái mình là Pan. Nhưng Gohan liền nói rằng vì có Piccolo nên bọn họ có thể trông chờ vào ông ấy giúp mình. Thế còn buổi luyện tập thì sao? Vừa nói xong Piccolo liền nhảy và giáng một đòn nhưng Gohan đã đỡ lại được. Vừa đang tự tin thì cậu lại ăn cú thứ hai, ôm bụng đau đớn. Thôi không nói nhiều, chúng ta đi luyện tập. Ngay khi Piccolo trở về lại nhà đang ngồi thiền thì anh liền bị bắn lén. Nhưng vài ba cái đàn cùi thì làm sao khó được anh. Hóa ra có một tên không biết trời cao đất dày đến tìm. Hắn vừa bay đến thì cho rằng Piccolo là một ma vương vĩ đại. Piccolo liền muốn biết tên áo vàng leo lẹt này là ai. Hắn ta liền giới thiệu mình là Retro, vì đó liền tạo dáng một cách thật ngầu lòi. Nhưng vừa tỏ ra ngầu lòi, hắn đã để lộ biểu tượng của tổ chức, nhờ đó Piccolo đã biết hắn ta là ai. Nhưng một anh lại thắc mắc tại sao tổ chức Red Ribbon đã bị tiêu diệt từ lâu và tiến sĩ Gato cũng đã chết. Người chắc chắn là một Android. Tên áo vàng liền không nói nhiều và tuyên bố sẽ giết Piccolo vì hắn muốn giải quyết đơn hàng. Hư người xem thường ta quá, lao vào mà kiếm sạo. Ngay lập tức hai bên liền lao vào nhau đánh một trận. Tên áo vàng không phải dạng vừa, liền đánh văng Piccolo xuống núi.
Không ngờ tên áo vàng lại mạnh đến vậy, Piccolo liền tung chiêu hết sức nhưng tên áo vàng liền né được và bắn súng về phía anh. Đoàng, tên áo vàng liền cho rằng đã giết Piccolo liền vui mừng quay trở về. Nhưng bất ngờ chưa tên kia, Piccolo liền xuất hiện phía sau và âm thầm theo dõi hắn ta. Ngay sau đó anh liền đến căn cứ bí mật của bọn chúng. Tên áo vàng Gamma sau khi trở về liền ung dung bước vào bên trong mà không ngờ rằng mình đang bị theo dõi. Một tên lính liền bị Piccolo hạ gục, anh liền cải trang và tiến vào bên trong. Không ngờ bên trong chính là một căn cứ siêu đồ sộ của tổ chức Red. Ngay khi xác nhận vị trí, anh liền bay tiến vào tòa nhà chính. Rất nhanh chóng, Piccolo đã lèn được vào đám lính ngay đằng kia, chính là tên Red và Hero. Hóa ra có hai tên áo vàng là No 1 và Gamma. Tên No 1 liền xem lại băng ghi hình và phát hiện một vệt khói bất thường, hắn ta nghi ngờ đó là Piccolo. Nhưng tên Gamma liền cho rằng nếu hắn ta còn sống thì chưa chắc gì hắn ta sẽ tìm thấy căn cứ bí mật này. Nhưng tên này tự tin thái quá rồi đó. Tên quản lý liền nói về tổ chức 43 bọn họ có rất nhiều kẻ mạnh, trong đó có tên Santa. Nhưng Hero liền cho rằng những android của mình là quá đủ để đối phó, bằng chứng là kết quả của trận đấu vừa rồi. Ngay lúc này tổ chức Red sẽ thực hiện kế hoạch tiếp theo để tạo ra nhiều phiên bản các android khác. Một khi đánh bại tổ chức Bulma, cảnh sát sẽ phục vụ như tay sai cho tổ chức Red và thế giới thối nát này sẽ được rửa tội. Tên Red liền muốn biết Cellmark khi nào sẽ hoàn thành. Nhưng muốn hoàn thành nó cần rất nhiều thời gian, chính vì dữ liệu của Cell quá phức tạp. Thêm một điều là Hero lo lắng đó là tên Cell này nếu thả hắn ta ra khỏi thế giới này trong tình trạng hiện tại, nó chắc chắn sẽ trở thành một hiểm họa vì kiểm soát Cell quá khó. Nghe đến đây tên Red chỉ còn cách nất lực chờ đợi. Lúc này Piccolo đã trốn ra ngoài và thông báo với Bulma vì anh muốn gặp Vegeta và Son Goku để thông báo một tin khẩn cấp. Ngay sau đó anh liền trốn thoát khỏi đó. Trong khi đó Son Goku đang luyện tập sức mạnh tại một hành tinh khác, Vegeta cũng đang ở đây. Vegeta liền cho rằng nếu muốn mạnh hơn bọn họ phải tìm cách rèn luyện tinh thần. Lúc này Whis liền bay đến và muốn một trận đấu tập. Nhưng Vegeta và Goku ra sức phản đối vì Broly chưa thể kiểm soát sức mạnh của mình. Thần hủy diệt Beerus lúc này cũng bước đến sau giấc ngủ dài. Ông ta vừa thức giấc thì đã ngửi được mùi đồ ăn ngon. Nhưng ông ta liền bất ngờ khi Broly cũng đang có mặt tại đây. Ông ta liền tức giận thì một nồi lẩu thơm ngon liền xuất hiện. Nồi lẩu quá ngon khiến ông ta quên mất việc mình đang làm. Bất ngờ một cô gái đi đến, cứ tưởng ông thần sẽ nổi giận nhưng thấy cô bé trông dễ thương khiến ông thần liền nói cô bé cứ ở đây bao lâu tùy thích. Không ngờ ông thần này cũng biết mê gái. Ngay sau đó Goku liền nói trước tiên phải đi ăn cái đã, thế là cả nhóm liền lao vào bàn ăn tới tấp. Ngay sau đó trận đấu tập giữa Son Goku và Vegeta diễn ra. Trong trận đấu này bọn họ không được sử dụng ki và biến hình. Trận chiến bắt đầu diễn ra. Nhưng chỉ dùng bằng tay không thôi thì cuộc chiến của bọn họ đã rất kinh khủng rồi. Ngay phía khán đài, Broly đang chăm chú quan sát trận đấu. Ông thần Beerus khi nghe có kem ở trong tủ liền bỏ trận đấu mà chạy đi ăn trước đã. Đúng là ông thần tham ăn. Lúc này trận đấu của Goku và Vegeta vẫn chưa phân thắng bại. Bulma ở nhà thì đang cố gắng liên lạc với Whis nhưng ông ta mãi mê xem trận chiến mà không bắt máy của cô. Trong khi đó Piccolo đã đến gặp thần mèo Kaji để xin hạt đậu. Nhưng ông ấy chỉ còn lại hai hạt duy nhất. Bulma liền gọi điện thoại đến và báo rằng cô đang cố gắng liên lạc nhưng bên kia không bắt máy. Piccolo liền sợ rằng nếu không có Goku và Vegeta bọn họ khó chống lại được người máy Gamma vì chúng rất mạnh. Thần mèo thì cho rằng nên cần đến Gohan nhưng Piccolo thì cho rằng không thể trông đợi gì ở cậu ta cả. Tiến sĩ Hero có thể đã nắm điểm yếu của số 17 và 18. Majin Buu thì đang ngủ đông, việc này chỉ có thể trông cậy vào một mình anh ta mà thôi. Ngay sau đó Piccolo đã bay đến Thượng Đế hiện tại. Piccolo liền bảo cậu ấy kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn của mình giống như trước trưởng lão Namme đã làm vậy với Gohan. Nhưng Namme vẫn chưa đủ kinh nghiệm để làm. Thôi đành gọi rồng thần ra vậy, nhưng trước tiên update ông ta trước cái đã. May mắn Bulma đã tìm ra 7 viên ngọc rồng và giấu ở nhà trước rồi. Piccolo liền bay đến lấy 7 viên ngọc rồng và triệu hồi thần rồng ra thực hiện điều ước. Kẻ thù trước kia lâu ngày không gặp, ông rồng thần này nhớ lại trước kia mình bị đại ma vương Piccolo đánh bại. Ngay sau đó rồng thần liền ban điều ước khiến sức mạnh của Piccolo liền bộc phát. Rồng thần còn tặng thêm tí sức mạnh cho anh. Còn hai điều ước nữa Bulma liền tận dụng, ước thêm hai điều nữa là kéo lông mí mắt dài ra và bêm thêm tí thịt cho mong nãy nở. Thôi chịu luôn bà này quá. Rồng thần sau khi ban xong điều ước liền biến mất. Ngay sau đó Piccolo quay trở lại căn cứ của Red để nghe ngóng thông tin. Lúc này bọn chúng đang bàn về Gohan, người đã đánh bại Cell khi cậu ta còn nhỏ. Để có thể dụ Gohan đến đây đánh một trận, bọn họ liền lên kế hoạch bắt cóc bé Pan để ép Gohan đến đây. Ngay lập tức một lực lượng liền được cử đi. Piccolo liền nghĩ ra rằng nếu bắt cóc Pan có thể sẽ khiến Gohan thức tỉnh sức mạnh của mình. Bọn họ đứng trước cổng trường học, tên thơ con này liền chuẩn bị bắt Pan, nhưng hắn ta quá tự tin, cô bé Pan chỉ cho hắn một đấm knock out. Thấy không còn cách nào khác, Piccolo chỉ có thể ra mặt và mong bé Pan giúp mình thực hiện kế hoạch và cũng như giúp Gohan trở nên mạnh hơn để đi giải cứu trái đất. Cô bé này cũng rất biến diễn, rất giả vờ như mình là một cô bé yếu đuối. Ngay sau khi bắt cóc, bọn chúng liền đến tìm Gohan và ép anh đến tổ chức. Biết con gái bị bắt cóc, Gò Hân liền tức giận hóa siêu say gian khiến mặt đất tạo thành cái hồ lớn. Cuối cùng ba người liền bay đến tổ chức Red, vừa bay đến nơi Gohan liền phá hủy máy bay và lao xuống mặt đất. No 1 là tên xuất trận đầu tiên, tên No 1 sức mạnh không phải dạng vừa, ban đầu hắn ta đánh ngang cơ với Gohan. Thậm chí hắn ta còn có thể đánh cho Gohan xuống đất. Thấy không nên giấu mình nữa, Gohan liền hóa siêu say gian liền cho tên No 1 biết thế nào là lệ độ. Nhưng tên No 1 không phải dạng vừa, hắn tiếp tục lao đến tấn công. Sau một hồi giao đấu, tên No 1 đã học được cách chiến đấu của Gohan là tìm ra cách đánh trả cậu ta khiến Gohan bị đánh tơi tả.
Thấy thế, Piccolo liền giả vờ đe dọa cô bé Pan khiến Gohan trở nên tức giận hơn, biến cậu ta trở thành một trạng thái mới. Tên No Một liền nhanh chóng cảm nhận sức mạnh mới của Gohan khiến hắn ta mở rộng tầm mắt. Tên Gamma liền định nhảy ra đánh hội đồng, Piccolo liền xuất hiện bay ra đánh hắn ta. Đây là lúc Piccolo cho tên kia biết thế nào là lề độ. Nhưng vừa bón hành, tên Gamma được vài cú thì anh lại bị hắn ta đánh trả khiến Piccolo rơi xuống phía dưới. Trong lúc hôn mê, Piccolo đã thức tỉnh sức mạnh của mình. Một nguồn sức mạnh khổng lồ xuất hiện, tên Gamma liền lao đến đấm liên hồi nhưng như mũi đốt inox. Piccolo liền cho một đấm khiến hắn ta lăn ra đất, nằm yếu quá thì đừng có nên ra gió. Thấy tình hình nguy hiểm, tên Red và trợ lý liền nhanh chân chạy trốn. Bé Pan cùng bay xuống thể hiện sức mạnh hạ những tên lính kia và lao đến tên Red. Tên trợ lý liền cầm súng bắn vào cô bé tên Gamma và No Một cùng, vì nhìn thấy vậy mà hắn ta biết ai mới là kẻ xấu. Bé Pan lúc này liền cho tên trợ lý một cú knock out. Tên Red không chấp nhận thất bại nên hắn liền khởi động xeo mắc, nhưng tiến sĩ Hero đã cố ngăn cản hắn ta. Không ngờ ông ta liền cầm súng bắn tiến sĩ Hero, nhưng ông ta quên mất làn da của cậu ta có khả năng chống đạn. Tên Red liền cởi bộ đồ lộ ra cơ thể robot, nhưng bất ngờ hắn liền bị ong của tiến sĩ Hero chích phải, nhưng trước khi chết hắn liền kịp khởi động xeo mắc. Trong khi đó, nhóm của Bún Ma đã chạy đến hỗ trợ nhóm của Piccolo. Lúc này xeo mắc cùng đã thức tỉnh, hắn vừa thức tỉnh liền tạo ra một quả cầu khổng lồ hủy diệt mọi thứ. Hai tên Gamma thấy tiến sĩ Hero bị tấn công, bọn chúng liền lao đến sống chết với hắn ta. Hai tên Gamma liền điên cuồng tấn công, nhưng một đấm của tên xeo mắc đã đánh Gamma bay xa. Nhóm của Gohan cùng lao lên tấn công, dù đã hợp lực tấn công nhưng không hề hấn gì với hắn ta. No Một thấy thế liền tiết lộ điểm yếu của tên xeo mắc là trên đầu của nó, chỉ cần phá hủy đầu của nó tên xeo mắc sẽ bị đánh hạ, nhưng nếu phá hủy đầu của hắn ta một vụ nổ lớn sẽ phá hủy mọi thứ xung quanh, nên hãy chú ý mà chạy thoát cho kịp. Mọi người liền tấn công đánh lạc hướng hắn ta. Piccolo liền nhân cơ hội tung một đòn vào đầu hắn ta, nhưng sức mạnh chưa đủ để kết liễu hắn ta. Tên xeo mắc liền tức giận bộc phát sức mạnh hủy diệt mọi thứ xung quanh. Bé Pan đang bị một tia sức mạnh đuổi theo ngay lúc nguy cấp, cô bé đã học được cách bay. Hai đứa Goten và Chan liền hợp nhất, nhưng không ngờ hai đứa hóa thành một đứa béo ú, đánh thì không lại, nhưng bất ngờ cú rơi của hai người khiến đầu hắn ta bị ảnh hưởng. Gamma liền tung toàn bộ sức mạnh đánh một trận với tên xeo mắc, tên No Một thì tìm cách cứu lấy tiến sĩ Hero. Mọi người liền đánh lạc hướng để Gamma có cơ hội tấn công hắn ta. Krillin liền bất ngờ xuất hiện sử dụng sức mạnh thái dương hạ san khiến tên xeo mắc lóa cả mắt. Lúc này Gamma đang lao xuống với tốc độ khủng khiếp tạo ra vụ nổ long trời lở đất, nhưng không ngờ toàn bộ sức mạnh của Gamma chỉ lấy đi một cánh tay của tên xeo mắc. Hắn liền định dẫm đạp Gamma nhưng Piccolo đã bay đến ngăn cản. Mọi người liền bay đến tấn công hắn ta, Piccolo liền hóa khổng lồ ngang tên xeo mắc và cho hắn ta ăn một gậy. Nhưng hóa lớn không khiến Piccolo trở nên mạnh hơn, ông ta liền lấy hạt đậu ra đưa cho Gohan vì chỉ có Gohan mới đủ sức đánh bại hắn ta. Gohan lại hóa siêu Saiyan cùng Piccolo lao vào đánh tên xeo mắc, nhưng sau khi ăn no đòn như vậy nên xeo mắc vẫn rất mạnh, hắn ta liền cho hai thầy trò ăn no đòn. Sau khi đánh hắn ta rơi xuống vực, bọn họ có thể câu tí thời gian để bàn chiến thuật. Piccolo muốn Gohan tập trung sức mạnh để cậu ấy có thể tung ra sức mạnh một đòn quyết định vào đầu hắn ta. Lúc này tên xeo mắc liền hóa điên giải phóng toàn bộ sức mạnh. Piccolo liền lao đến cầm chân hắn ta, dù bị đánh tơi tã nhưng Piccolo vẫn đứng vững chống trả. Mọi người liền lao đến giúp sức nhưng từng người đều bị đánh hạ. Piccolo vẫn kiên cường cầm chân hắn ta mặc dù ông đang bị thương rất nặng. Gohan thấy thầy mình bị đánh tơi tả dù rất muốn lao đến giúp nhưng nếu anh hành động bây giờ cuộc chiến của bọn họ sẽ thất bại. Tên xeo mắc liền ném Piccolo trên trời và bắn tia gamma khiến anh ta ngất lịm đi. Chứng kiến Piccolo bị đánh tơi tả, Gohan liền tức giận bộc phát sức mạnh. Một sức mạnh mới trong màu lòi không kém, tên xeo liền giáng một đấm vào Gohan nhưng Gohan không hề nhúc nhích. Gohan liền cho hắn ta một đá bay ra xa. Tên xeo mắc liền tạo ra một quả cầu sức mạnh thì Piccolo dùng cánh tay túm lấy hắn ta. Gohan liền nhân cơ hội thi triển sức mạnh khiến tên xeo mắc sợ hãi bỏ chạy. Gohan đã tập trung năng lượng xong, anh liền bắn ra một luồng sức mạnh xuyên thủng quả cầu năng lượng và bay thẳng vào đầu hắn ta và kết liễu tên xeo mắc. Ngay sau khi bị đánh bại, tên xeo mắc liền bắt đầu sắp nổ tung, tất cả mọi người liền nhân chân chạy trốn khi còn có thể. Ngay sau vụ nổ, may mắn không ai bị thương nhưng tên Gamma đã hy sinh khi cố giải cứu chủ nhân của mình. Tên tiến sĩ Hero đã biết bản thân mắc sai lầm và đã đến xin lỗi. Bún Ma liền nhận cậu ta vào công ty. Vậy là cuộc chiến đến đây kết thúc. Đến đây là hết tập phim 7 viên ngọc rồng siêu anh hùng rồi. Các bạn thấy bộ phim này thế nào? Hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Nhớ cho chúng mình một nút like và share nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh tớ review phim nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn yêu quý của tớ nhé.